rất là xanh sạch đẹp ha. Nhà rất là đẹp luôn. Đây là khu nhà giàu, gửi đến cô chú anh chị những cái khu nhà giàu ở thành phố Đất Cảng nha. Tại là Wincom Plaza, ở dưới là Winmart anh chị. Ở trên là tòa nhà 45 tầng rất là cao ha. Có nhiều cái khu biệt thự biệt lập anh chị, không có vào được. Những cái khu này bên ngoài đặt tên là Malathan đó, Malathan 1 2 3 4 5 đó. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan một khu đô thị rất là đẳng cấp tại thành phố Cảng Hải Phòng anh chị. Đó là khu đô thị Vinhome Imperia nha anh chị. Của tập đoàn bất động sản Vinhome anh chị. Tọa lạc ở số 1 đường Bạch Đằng anh chị, phường Thượng Lý, quận Hầm Bàng, thành phố Hải Phòng. Thì khu đô thị này rộng 75 hectare anh chị, là dự án khu đô thị phức hợp đồng bộ sang trọng và đẳng cấp đầu tiên tại Hải Phòng theo mô hình thành phố trong lòng thành phố anh chị. Dạ, đây là một trong những cái khu đô thị rất là đẳng cấp tại thành phố Hải Phòng, một trong năm thành phố trung ương của Việt Nam nha anh chị. Một trong những khu đô thị rất là đẳng cấp mà tập đoàn Vingroup xây tại khu vực quận Hồng Bàng nha anh chị. Ngay chỗ cái vị trí của khu đô thị Vinhome Imperia vào trung tâm cỡ từng 4 cây số anh chị, nên là rất là gần luôn, rất là gần. Từ quận Hồng Bàng vào trung tâm rất là gần. Nên là đây là một trong những cái khu đô thị đáng sống tại khu vực thành phố Đất Cảng anh chị. Thì trong đây đầy đủ những cái khu dân cư bình thường cũng như là những cái khu biệt lập anh chị. Có quảng trường, công viên hay là Vincool, trường học. Dạng như tập đoàn Vingroup lúc nào cũng xây dựng một cái khu gọi là hệ sinh thái anh chị, đầy đủ cơ sở hạ tầng hết. Đó, đây là công viên rất là mát mẻ luôn. Nhìn ra ngay chỗ tòa nhà 45 tầng ngay chỗ Vincom anh chị. Đó, rất là mát mẻ trong này. Có những cái công viên cây xanh thì sống rất là thư thái anh chị, sáng là tập thể dục khỏi đi đâu xa. Bây giờ là những cái khu đô thị mới là thường họ xây như thế anh chị, xây đồng bộ từng cơ sở hạ tầng. Trong cái khu đô thị Imperia này thì cũng có một số cái khách sạn để du khách đến với thành phố Hải Phòng thuê ở anh chị. Đó, xe đậu ngoài đây. Ở đây là một trong những cái khách sạn cũng khá nổi tiếng ở Hải Phòng, đó là Maria Hotel anh chị, Vinpearl. Đó, Maria Vinpearl. Đối diện là các nhà phố thương mại. Rất là bài bản ha anh chị. Khu này rất là bài bản luôn. Đó, Maria Vinpearl anh chị, Hải Phòng. Đó, gửi đến cô chú anh chị nha. Đó là các hình ảnh trong khu đồng bộ nè. Vinhome xây dựng anh chị. Lúc nào cũng thấy trồng cây sồi hai bên đường luôn. Cây sồi này rất là to rồi. Rất là to nên em nghĩ là thành lập khá là lâu rồi. Đường trong này rất là đẹp ha. Đường đẳng cấp luôn chị. Nhà ở đây, nhà ở nhiều rồi. Thấy ô tô đậu nhiều rồi, biết nhà ở. Nhà ở rất là nhiều rồi chị. Đó. Rất là đẳng cấp luôn. Rất là đẹp. Khu nhà giàu mà anh chị. Nhà giàu ha. Khu nhà giàu. Trường tiểu học, trung học, Vincool đẳng cấp. Đó, đường này chạy ra ngoài khu Vincom nè. Nhà theo từng khu phố nè anh chị. Dạng như bàn cờ, rất là xanh sạch đẹp ha. Nhà rất là đẹp luôn. Đây là khu nhà giàu, gửi đến cô chú anh chị những cái khu nhà giàu ở thành phố Đất Cảng nha. Tại là Vincom Plaza, ở dưới là Winmart anh chị. Ở trên là tòa nhà 45 tầng rất là cao ha. Đó, tối mở đèn led cũng rất là đẹp á. Hàng quán cà phê ở đây ở đông ha anh chị. Ở đây em thấy ở đông rồi. Đây là đẳng cấp của Vincom Plaza. Vincom Plaza quá hoành tráng luôn chị ơi.
ha, quần cơm là xe quá hoành tráng luôn. Đây là công viên rất là to luôn, đậu xe ô tô rất là thoải mái anh chị, rất là thoải mái. Đó, công viên giống như quảng trường ánh sáng ha. Đậu xe ô tô uống cà phê rất là thoải mái ha. Khu này cũng là một trong những cái khu đẳng cấp à. Có nhiều cái khu biệt thự biệt lập đó anh chị, không có vào được. Những cái khu này bên ngoài không? Đặt tên là Malathan đó, Malathan 1 2 3 4 5 đó. Không? Malathan 3 nè, đó cái nhà này đang sửa chữa nè anh chị. Đang về làm nội thất nè. Đẳng cấp anh chị. Đó, thùng rác để rất là bảng xanh sạch đẹp luôn. Malathan 4 nè, đó từng khu từng khu. Đường rất là rộng rãi, đậu ô tô rất là thoải mái, anh chị nhìn ngắm nha. Chị nhìn ngắm một khu đẳng cấp ở thành phố Đất Cảng nha. Ở đây vào trung tâm chỉ có 5 km thôi, rất là gần anh chị, rất là gần. Trong khi ở Sài Gòn giống như là khu đô thị anh Vinhome Grand Park á anh chị. Vinhome Grand Park quận 9 thì vô Sài Gòn rất là xa, cũng như là Vinhome Ocean Park vô trung tâm thủ đô rất là xa anh chị. Nhưng mà ở đây rất là gần nha. Ở đây rất là gần trung tâm thành phố Hải Phòng. Đó, nhà cửa ở rất là bài bản nè, đậu trồng hoa nè, hai bên đường hoa nở rất là đẹp luôn. Khu một trong những khu đẳng cấp ở Hải Phòng anh chị. Ở này mới yên tĩnh ha, gió thổi mát, rất là yên tĩnh luôn. Trồng hoa, mua nhà về trồng hoa, hoa hồng, hoa cúc. Gió thổi rất là mát. Cái khu mà Vinhome anh chị, Vinhome xây dựng lúc nào em cũng thấy trồng xoài á, quá trời cháy luôn chị ơi. Đó. Lúc nào thấy trồng hai bên đường là những cái hàng cây xoài, miền Bắc gọi là cây xoài, ở miền Nam gọi là cây xài anh chị, cây xài. Ở đến anh chị đường xã lúc nào cũng có cây cối, cây ở đây lớn, cây đây lớn nên là ở đây cũng ở khá lâu rồi anh chị. Ở đây ở khá lâu rồi nha, nhà rất là đẹp anh chị, biệt thự nè, có trồng cây mít luôn kìa, có trồng cây mít luôn kìa. Đó, về đây trồng trồng cây trái rồi nhà cửa rất là mát rồi. Đúng là dân đại gia anh chị. Khu này biệt thự không biết bao nhiêu tiền một căn. Đó, trồng bonsai, trồng cây cảnh, trồng cây ăn trái rất là đẹp luôn. Ô tô đậu quá trời đông hết chị. Đó, đúng là khu đẳng cấp ở thành phố Hải Phòng anh chị. Đó, chạy dọc dọc là ra về ngay trung tâm thương mại. Ở cái khu này thì có đầy đủ anh chị, chỉ cần một cái trung tâm thương mại Vincom này là đủ rồi. Phải sống ở trong cái khu này xong rồi đi bộ qua đi siêu thị luôn, đúng không? Rất là đẳng cấp, đi ăn chơi vui chơi trong này rồi cà phê đầy đủ hết, đầy đủ tiện ích hết. Một đoạn là có những cái khu dân cư, có những cái công viên rất là bài bản rồi đó. Cái trung tâm thương mại là Vincom Plaza này, rất là đẹp luôn đó, rất là đẳng cấp nha anh chị. Ở trong đây thì đậu ô tô rất là thoải mái nha, rất là thoải mái. Đúng là một cái khu đô thị đẳng cấp và đáng sống tại thành phố Trung ương, thành phố Hải Phòng anh chị. Thì dân số của thành phố Hải Phòng cũng rất là đông anh chị, 2 triệu 1 người á, là thành phố đứng thứ 3 cả nước về dân số, khủng khiếp chưa. Thành phố Hải Phòng cũng là một trong những thành phố rất là phát triển anh chị. Ở đây là cái đường bên ngoài nè anh chị. Đó, đường bên ngoài đây là giải shop house nè. Đó, cái đường lên cái cầu dây văng rất là to luôn chị. Đó, xa xa có cái cầu dây văng rất là to luôn nè. Đẹp chưa? Đó, quá đẹp luôn chị. Cái cầu để chúng ta hướng đi về khu vực Quảng Ninh, Hà Long rồi anh chị, thành phố Hà Long rồi đó. Ở ngoài đây thì các shop house chủ yếu là công ty, không thấy cái hàng quán nhiều hết anh chị. Bởi vì uống cà phê ở bên trong thì nó đỡ ồn ào hơn. Mấy cái đường mà ở ngoài đây là đường quốc lộ á, nên là
những cái quán nó ồn ào hơn, nên là họ họ ít ngồi anh chị, họ ít ngồi ở trong những cái khu này, mà chủ yếu ngồi ở trong những cái khu công viên đó, nó sẽ bài bản hơn. Đó, xa xa cái cầu dây văng rất là to luôn nè anh chị. Đó, khu vực đây là đường bên bên ngoài. Đó, chúng ta quay lại khu vực bên trong nha, bên trong khu đô thị, nhìn lại các hình ảnh ở khu đô thị nha anh chị. Đó, xa xa cái cầu rất là to, cầu dây văng đó. Đó, đây là khách sạn rất đẳng cấp luôn. Maria Vinpearl Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Khách sạn rất là đẹp ha. Đó, nhà cửa, đường xá, bài bản, trường học. Quá đẳng cấp ha. Đó là một số, còn cái khu biệt lập thì vô không được rồi anh chị. Khu biệt lập là những cái nhà đẳng cấp ở trong đó, về giới siêu giàu ở trong, không có vô được. Đó, có cái cổng bảo vệ hết rồi. Thành những cái khu đẳng cấp ở trong đó đó anh chị. Đó, khu đẳng cấp là xe ô tô rồi. Đó, khu biệt lập mà mình không vô vô quay được anh chị. Đó, gửi đến anh chị một số hình ảnh mà đặc biệt em thấy tập đoàn Vingroup lúc nào xây dựng cũng có hệ sinh thái luôn. Luôn một hệ sinh thái luôn. Trường học, bệnh viện, rồi trung tâm thương mại, rồi chỗ sạc xe điện, rồi lưng hết, đủ hết. Công viên, đặc biệt những công viên của Vinhome làm rất là đẹp anh chị, rất là đẹp. Đó, công viên rất là rộng luôn. Rồi làm hệ thống kênh, mấy cái kênh trong xanh đó, rất là đẹp luôn. Đó, công viên quảng trường anh chị nhìn ngắm đi. Đó, đẳng cấp luôn anh chị, đẳng cấp. Bên đây là hồ nhạc nước nè. Đó, lót đá hoa cương đầy đủ. Đó, trong khi là khu biệt lập họ vô không được. Đó, một số cái hình ảnh về khu đô thị đẳng cấp ở Vinhome nha. Vinhome Imperia Hải Phòng. Gửi đến cô chú anh chị, chạy ra ngoài là đường Bạch Đằng, đường chính về trung tâm thành phố. Đó, đầy đủ trường học. Vincun ở đây rất là to luôn. Đó, có sân bóng này kia luôn. Đó, gửi đến cô chú anh chị nha, một trong những khu đô thị đẳng cấp của thành phố Đất Cảng. Thôi video về khu Vinhome Imperia Hải Phòng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.